Tập 50. Tiền bối nói phải, có điều Phất Lan Đức và gia tộc của chúng ta không hề có bất kỳ quan hệ gì. Hai người chúng ta chết thì chết, nhưng không biết tiền bối có thể bỏ qua cho huynh ấy không. Một mình huynh ấy, cho dù đi tiết lộ cho gia tộc chúng ta, e là cũng chẳng có ai tin lời huynh ấy. Nhị Long, muốn nói gì vậy? Lẽ nào Phất Lan Đức ta là một kẻ ham sống sợ chết sao? Muốn giết thì giết đi, đến lúc xuống lỗ rồi ta vẫn muốn làm người mai mối cho Muội và Tiểu Cường. Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta cùng chết thì sao chứ? Thất lão đại, huynh điên rồi. Nhanh đi đi, bây giờ không phải lúc để phô trương. Ta sống hơn 50 năm rồi, bây giờ có chết cũng không tính là chết trẻ. Nhị Long, tuy Muội không yêu ta, nhưng vị trí của Muội trong tim ta giống như vị trí của Tiểu Cương trong tim Muội. Đối với ta, được chết cùng với mọi người có gì tiếc nuối chứ? Chỉ đáng tiếc cho Tiểu Tam. Độc Cô Bác, ta cũng không ngại nói cho người biết, phụ thân của Tiểu Tam là người mà người không thể đụng vào. Một khi chúng ta không trở về, người của ta sẽ lập tức đi tìm ông ấy. Sự tồn tại của ông ấy thậm chí còn đáng sợ hơn gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Sau lưng tên tiểu tử đó còn có bối cảnh gì? Ngay cả người ta không thể đụng vào trên thế giới này cũng thực sự chẳng có mấy người. Người nói lại xem, phụ thân của hắn là ai? Người họ Đường mà người không thể đụng vào ở đại lục này thì còn có thể là ai? Đường Tam. Đường Tam. Người đó cũng họ Đường, lẽ nào không đúng? Võ hồn của tên tiểu tử đó chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi. Không sai, võ hồn mà ngươi nhìn thấy chỉ là Lam Ngân Thảo. Nhưng nếu như hắn có hai võ hồn thì sao? Mình nói cái gì? Tên tiểu tử đó là nhà võ hồn song sinh sao? Không sai, nếu đúng là như vậy, vậy thì bây giờ cách an toàn nhất chính là lập tức giết chết ba kẻ này, sau đó quay về xem Đường Tam đã chết chưa. Nếu như chưa chết, cũng lập tức giết chết. Người đó quả thực ta không thể đùa được, nhưng nếu như ta xóa sạch mọi dấu vết, lập tức rời khỏi chỗ này. Người đó muốn tìm ta tuyệt đối không dễ dàng gì. Độc Cô Bác, ông giáp. Tiểu Tam, ta giáp. Ngươi có thể bách lại không? Từ cấp ma đồng quỷ ảnh mê tung. Bác cù hồn cốt. Tiểu Tam, con không sao chứ? Sư phụ yên tâm, con không sao. Tên tiểu tử này hồn cốt bên ngoài thay đổi rồi, đến đúng lúc lắm. Bố kẻ cùng chết, tiết kiệm được việc phải chạy một chuyến. Độc Cô tiền bối, ông có phải nói muốn thay ta làm ba việc sao? Vậy thì việc thứ nhất chính là sau này bất kể lúc nào, ông đều không được làm hại những người có quan hệ với học viện Sử Lai Khắc Thất Quái. Sư phụ, để người phải lo lắng rồi. Thực ra Độc Cô Bác tiền bối bắt con về không có ác ý gì. Tiền bối thấy con thiên phú xuất chúng, muốn dạy cho con một ít kiến thức về độc võ hồn. Mọi người sao lại xảy ra xung đột với Độc Cô tiền bối vậy? Nhưng mà lúc nãy hắn vừa nói hắn giết con rồi. Vậy chỉ là Độc Cô tiền bối đang đùa với mọi người thôi. Với thân phận và địa vị của Độc Cô tiền bối, làm sao có thể ra tay với tiểu bối này chứ? Đúng rồi, Độc Cô tiền bối, hôm qua ông nói muốn cho ta độc của cháu gái. Ta nghĩ độc của cô ấy vẫn có cách để giải trừ. Quay về, ta với ngài nghiên cứu một chút, ngài xem thế nào. Để tiểu tử này đã tìm được phương pháp trị liệu kịch độc của ta và cháu gái ta rồi. Được, nếu ngươi đã có thể tiếp tục sống, ta tạm thời sẽ bỏ qua cho các người. Được. Đệ tử này của các ngươi thực sự rất xuất sắc. Thẳng thắn mà nói, ta muốn thu nhận nó làm truyền nhân của ta. Lão phu trước nay không có thói quen giải thích với người khác. Hôm nay vì tiểu tử này để phá lệ một lần. Vừa nãy ta chỉ muốn thử thách một chút. Các người có tư cách làm thầy của nó hay không? Các người rất lợi hại. Sư phụ, các người quay về trước đi. Con muốn cùng Độc Cô tiền bối học tập một thời gian. Người xem có được không? Cái này... sao thế? Các người không yên tâm về Đường Tam, hay là sợ ta cướp mất đệ tử của các người? Yên tâm được rồi, các người đã có tư cách làm sư phụ của hắn, ta sẽ không tranh giành thêm với các người. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, vẫn là đồ đệ toàn thân nguyên vẹn của các người.
Độc Đấu La Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, ngài đã nói như vậy, vậy thì tất cả vừa nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta vì những xung đột trước đây xin lỗi ngài. Tiểu Tam có thể cùng ngài học tập đã là may mắn của nó. Giấu thuốc này rời đi sẽ không bị ảnh hưởng bởi độc trận của ta. Vậy được, vạn bối xin cáo từ ở đây, hôm khác lại đến bái kiến tiền bối. Màu sắc càng tươi, độc tính càng mạnh. Tiểu tử, ngươi có phải đã ăn cái gì rồi? Đừng trách ta đã nhắc nhở ngươi. Dược thảo ở đây, dược tính lớn hơn rất nhiều so với dược thảo bình thường. Cho dù là thuốc bổ, nó không chừng cũng sẽ chết người. Lão quái vật, ông đây là quan tâm ta. Ông không phải đang cầu mong ta chết sao? Không sai. Không thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi vẫn phải chết. Lão quái vật, vừa nãy ông nói với các thầy của ta sẽ giao thân thể nguyên vẹn của ta cho bọn họ. Ta đã nói, có điều xác chết không phải cũng có thể nguyên vẹn thân thể sao? Ông, Tiểu Cương, ông nói Độc Cô Bác thực sự muốn dạy dỗ Tiểu Tam sao? Cái này nhất định có vấn đề. Độc Cô Bác hình như có chút kiêng dè với lời của Đường Tam. Có điều, cho dù nói thế nào, Tiểu Tam tạm thời có lẽ không còn nguy hiểm. Nếu không, Độc Cô Bác cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhất là hắn đã biết được lai lịch của Đường Tam. Nếu như lại động thủ, vậy thì chính là tự tìm phiền phức rồi. Hy vọng là như vậy. Thời gian đã đến. Ngươi chuẩn bị để tiếp nhận khảo nghiệm của ta chưa? Đến đi. Ngươi thực sự đã sẵn sàng rồi. Lão quái vật, độc huyết lân xả này của ông nhẹ như vậy, không có tác dụng. Nhanh chóng đến khảo nghiệm thứ hai đi. Khảo nghiệm thứ hai. Để nó cắn người một cái, phải thấy máu. Ông thật nham hiểm. Đây là cực phẩm của Trúc Diệp Thanh Cửu Tiết Phỉ Thúy. Chúng độc của nó, một giờ ba khắc sẽ hóa thành nước mà chết. Hơn nữa bản thân cơ thể nó kiên du thanh cường, lưỡi đao sắc bén khó làm nó bị thương. Hương thơm của khởi la tiên phẩm chỉ có thể ngăn cản kịch độc bên ngoài. Một khi độc xâm nhập vào máu thì không còn tác dụng. Không dám à? Không vấn đề gì. Có điều, độc cô trưởng bối, nếu như nó cắn ta, ta không sao. Ông tặng con cửu tiết khỉ thúy này cho ta, thế nào? Ta xem nếu nó thực sự là tiểu quái vật. Được, ta đồng ý với ngươi. Tiểu tử, đã biết cửu tiết phỉ thúy, lẽ nào ngươi không biết độc tính của nó sao? Mà thôi, nếu không thay hắn giải độc, tên tiểu tử này không còn mạng nữa rồi. Cái gì? Độc cô tiền bối, ông không nhìn nhầm. Khảo nghiệm thứ hai này của ông, ta có phải tính là đã thông qua rồi không? Còn nữa, cửu tiết phỉ thúy này bây giờ thuộc về ta rồi. Cái này, Tiểu Tam, ngươi làm sao có thể làm được? Độc cô tiền bối, ông vẫn nên tiến hành khảo nghiệm thứ ba trước đi rồi nói. Tiểu tử này quả thực có bản lĩnh. Đường Tam, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Độc mà ta phát huy ngay sau đây, ngay cả ta cũng không có cách nào khống chế được. Nếu như bây giờ người hối hận, vẫn còn kịp. Kịch độc của độc cô bác thuộc hệ độc đích lân xà hoàng. Với tình hình của ta bây giờ, quả thực rất khó đối phó. Không, thân là đường tam đệ tử, nếu như ngay cả độc cũng không cách nào chiến thắng, vậy thì không xứng với họ Đường. Thử hiệu quả của hương thơm phấn hoa khởi la tiên phẩm xem. Đến đi. Ngươi thực sự nghĩ kỹ rồi. Hương thơm phấn hoa khởi la tiên phẩm, tuy không cách nào kiểm chế độc xâm nhập vào cơ thể, lại có thể làm giảm chậm phát tác, tăng thêm bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ của cơ thể ta. Chỉ cần vận huyền thiên công, tăng tốc độ lưu thông của mạch máu, thì có thể kích động dược lực. Ta phân cao thấp cái gì với đứa trẻ này? Nếu như hắn chết ở đây, phiền phức này thật sự lớn rồi. Đây là Hạo Thiên Truy. Cho dù có hồn của hắn là ngoại phụ hồn cốt, đều sau khi đến đây đã phát sinh thay đổi. Hiển nhiên hắn đã ăn thứ gì đó. Vẫn may độc cô bác không muốn giết ta, vừa nãy chỉ dùng một ít độc. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Ngươi đã ăn thảo dược gì ở đây mà ngay cả bích lân xà hoàng độc của ta cũng không sợ? Hôm qua sau khi ông đưa ta đến đây, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đã sử dụng bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiểu sơ. Đó là cái gì? Chính là vị trí trung tâm khác nhau của băng tuyền và hỏa tuyền, khác nhau hấp thụ cực âm và cực dương tinh túy của lò lửa mà sinh ra hai loại độc thảo. Hai loại dược thảo đó cũng có thể ăn à? Không sai, hai loại dược thảo này đều là vật cực độc. Người bình thường chỉ cần đứng gần 10 mét, 1 giờ 3 khắc sẽ bị đông cứng hoặc biến thành tro. Đừng nói là ăn rồi. Nhưng mà cái gọi là âm dương tương khắc, băng hỏa hộ thể, khi mà hai loại dược thảo cực đoan này đặt cùng nhau, thì sẽ trung hòa lẫn nhau, độc tính giảm mạnh, mà đó cũng là cơ hội duy nhất sử dụng nó. Sau khi sử dụng thêm một ít phương pháp đặc thù càng tăng thêm hấp thụ, có thể đạt đến hiệu quả nước lửa không thể xâm nhập. Hay, hay cho cái câu nước lửa không thể xâm nhập, người chính là dựa vào mượn chúng để ngăn chặn ba loại kịch độc của ta. Có thể nói như vậy. Tên nhóc này bây giờ có lẽ vẫn chưa thể nắm được dược tính của hai loại dược thảo hấp thụ trọn vẹn. Nếu như uống được máu của hắn, có lẽ. Lão quái vật, sau khi ông đưa ta đến chỗ này, ta mới biết vì sao độc hệ của cơ thể ông không cắn trả ông đến chết. Chính là vì hai mắt băng hỏa này chỉ là cái gì? Ta ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, còn có một dụng ý khác, là có thể tiếp tục tồn tại ở nơi này. Hai loại dược thảo này kết hợp với nhau, giống như là hai mắt băng hỏa cỡ nhỏ. Độc trên người ông, ta đã nghĩ ra hai cách giải trừ. Trong đó có một loại chính là đồng thời phục hạ hai loại dược thảo này. Sau đó mượn sức mạnh hồn lực của ông hấp thụ dược tính. Nhưng đồng thời, cơ thể độc công của ông cũng sẽ bị thay đổi. Ông có đồng ý không?